Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những lời cảm ơn đặc biệt từ những lá thư mộc mạc, những suất ăn nghĩa tình hay bộ tranh cổ vũ chính là sự ghi nhận kịp thời và ý nghĩa. Và lời cảm ơn đó sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần phòng chống dịch không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Bằng những dòng chữ mộc mạc, giản dị, hai du khách người Ba Lan đã viết một bức thư đầy tình cảm để bày tỏ sự xúc động của mình về trái tim tuyệt vời của nhân viên y tế và con người Hội An trong quá trình cách ly của mình tại đây. Vốn không biết tiếng Việt, hai du khách người Ba Lan này đã dùng công cụ hỗ trợ là Google để dịch từ tiếng mẹ đẻ của mình ra tiếng Việt rồi chép lại ra giấy. Trong suốt quá trình kiểm dịch, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. Cảm ơn các bạn vì công việc của các nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe của chúng tôi mỗi ngày, mạo hiểm cuộc sống của các bạn. Cảm ơn các bạn đã làm việc của những người bảo vệ, đã đáp ứng rất hiệu quả nhu cầu và yêu cầu của chúng tôi. Cảm ơn các bạn về những bữa ăn ngon từ Hội An Beach Resort. Cảm ơn cả món bánh mì yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn các cư dân của Hội An, những người đã đoàn kết với chúng tôi, mang nước trái cây và trái cây đến nơi cách ly. Điều đó thật vô cùng cảm động. Có những lời tâm sự của những em học sinh tuổi còn rất nhỏ, như bức thư của Vũ Châu Anh, học sinh lớp 3A5, trường tiểu học Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gửi các bác sĩ đang chống dịch COVID-19, đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận trên mạng xã hội. Bé gái lớp 3 cảm thấy xúc động khi thấy các y bác sĩ phải chia tay người thân, cắt bỏ mái tóc, khuôn mặt hằn lên những vết khẩu trang và đôi tay nứt nẻ vì rửa thuốc sát khuẩn quá nhiều. Sự hy sinh ngày đêm vì người bệnh của các bác khiến cháu vô cùng cảm động và ngưỡng mộ. Cuối thư, cháu kính chúc các y bác sĩ sức khỏe thật dồi dào, luôn luôn lạc quan vui vẻ và dũng cảm trong trận chiến cứu các bệnh nhân thoát khỏi đại dịch corona, sớm trở về đoàn tụ bên gia đình. Những lá thư cảm tạ này như lời tri ân đối với đội ngũ y bác sĩ và là nguồn động viên đối với nhân viên y tế, tình nguyện viên để tiếp tục chiến đấu và tin tưởng chiến thắng đại dịch COVID-19. Căng mình chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, thế nhưng các khu cách ly luôn sạch sẽ, tạo cảm giác gần gũi. Bày tỏ lòng biết ơn, sự hài lòng với điều kiện cách ly, Nguyễn Thị Thanh Huế, du học sinh năm thứ 3 tại Hàn Quốc, cảm nhận 14 ngày trôi qua thật nhanh, thật vui và cũng thật ý nghĩa. Khi ở Hàn Quốc, dịch bệnh đã tặng cháu vài đêm mất ngủ và lấy đi vài cân thịt. Cuối cùng, cháu quyết định về, trước là ăn cơm nhà nước nuôi, sau là ăn cơm mẹ nấu để lấy lại số thịt đã bị hao. Đối với Federo Olakun Nicholas, quốc tịch Nigeria, 2 tuần cách ly tại trường quân sự thành phố Cần Thơ là quãng thời gian tuyệt vời và mang cho anh nhiều cảm xúc. Không còn gì để phàn nàn, thức ăn rất tuyệt và đồ ăn của tôi thậm chí còn tốt hơn các bạn Việt Nam ở vùng. Chúng tôi không phải xếp hàng chờ đợi. Mọi thứ được đóng gói cẩn thận và mỗi sáng tôi đều nhận được vitamin C, khẩu trang, khăn giấy. Trở về thành phố Hồ Chí Minh từ tuần lễ thời trang Milan và Paris, tín đồ thời trang Fashionista Châu Bùi cũng đã được kiểm tra y tế và đưa thẳng đi cách ly tập trung phòng COVID-19. Sau 6 ngày, cô vẫn rất vui vẻ, lạc quan và tận dụng thời gian cách ly theo cách tích cực nhất. Ở ngoài phải tự kiếm đồ ăn thì vào đây được ăn cơm hộp ngày 3 bữa, có các anh bộ đội mang tới tận nơi. Tôi thấy ấm áp và thương các anh vô cùng. Hơn lúc nào hết, các y bác sĩ lúc này cần được động viên và đặc biệt cần các thiết bị bảo hộ lao động thật tốt, thật đầy đủ. Những ngày qua, tinh thần chia sẻ, hỗ trợ đã lan tỏa trong cộng đồng, chung sức với các y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch. Cùng với đó, một chuỗi cà phê tại Hà Nội cũng đã dành tặng mỗi ngày hơn 300 ly cà phê tới nhân viên và các bác sĩ điều dưỡng tại bệnh viện này. Suốt nhiều ngày, hơn 10.000 ly cà phê đã được gửi đi. Đặc biệt, trên mỗi ly có dán một lời nhắn nhủ tới người được tặng. Hãy chiến đấu mạnh mẽ, về nhà an toàn các anh chị nhé.
Bên cạnh những món quà vật chất, không thể không kể đến sự động viên, ủng hộ về tinh thần, như một lời cảm ơn gửi đến những người đang vất vả tham gia phòng chống dịch COVID-19. Nữ sinh viên Châu Thị Ngọc Anh, 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, đã vẽ bộ tranh Những Anh Hùng Thầm Lặng. Qua bộ tranh, cô gái muốn gửi lời cảm ơn và nhắn nhủ đến với các y bác sĩ, bộ đội, công an và những người đang ngày đêm phòng chống dịch COVID-19, rằng tất cả người dân Việt Nam đều ở bên cạnh. Mỗi người dân sẽ kề vai sát cánh cùng các y bác sĩ, bộ đội và công an trong công việc phòng chống dịch. Nhất định, chúng ta sẽ khống chế được dịch bệnh COVID-19 này. Xúc động trước những hình ảnh toàn dân chung tay phòng chống dịch COVID-19, bác sĩ Trần Phan Dương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đã sáng tác bài thơ Dòng máu Việt Nam như thay lời muốn nói tận đáy lòng mình. Lời cảm ơn, tri ân sâu sắc gửi tới những người hy sinh nhiều nhất trong trận chiến cam go chống dịch COVID-19. Tôi đã thấy tổ quốc mình thao thức, hơn 90 triệu con tim cùng nhịp đập kết đoàn, phát hiện cách ly, không để dịch lây lan, trên dưới một lòng như là con một mẹ. Tôi đã thấy nhiều tấm gương tuổi trẻ cùng cả nước chung tay bằng những việc đang làm. Bởi dòng máu trong người mang hai tiếng Việt Nam, xin hãy giữ niềm tự hào và tình yêu như thế.